Chương trình đọc truyện đêm khuya giới thiệu truyện ngắn Dại khôn ở đời, tác giả Nguyễn Thơ. Phần 6. Ngày Thái cưới vợ, Tuyền vì buồn nên hay la cả uống rượu ngoài quán cho quên nỗi buồn thất tình. Rồi cô gặp Trấn trong một lần say khướt. Thế rồi không biết họ trở thành một cặp từ khi nào. Mặc dù vậy, Tuyền vẫn luôn tìm cách tiếp cận với Thái. Khi cô nghe anh tâm sự về chuyện gia đình mình, Tuyền đã rắp tâm muốn chiếm anh cho bằng được. Chính cái đêm Phương đau bụng đẻ, Tuyền là người nghe điện thoại của Thái khi ông Lầm gọi đến. Nhưng cô đã im lặng mà không nói cho anh biết. Thái là người quá vô tâm, anh chỉ biết làm việc như một cái máy và để người khác điều khiển mình. Anh yêu Tuyền mù quáng mà không hề hay biết con người cô ta là như thế nào. Anh nghe ba mẹ mình thèm thằng cháu đích tôn, anh sợ cái cảm giác bị họ hàng khinh thường là không có con trai, để mỗi lần có công việc là lại bị chê trách và bị sếp ngồi xuống chiếu dưới chứ không được ngồi trên bàn ghế hẳn hoi. Thế là anh đã bị Tuyền gài bẫy một cách dễ dàng. Tại quê nhà, Phương vẫn lầm lũi xuống lò gạch làm thuê để kiếm tiền mỗi ngày. Cô không từ một việc gì, chỉ chờ những ngày mưa to gió lớn thì mới nghỉ. Ở quê cô có dải đất bồi ở ngoài đê rất rộng. Nơi ấy có hơn chục cái lò gạch thủ công mọc lên. Chủ lò là những người dân quanh vùng, họ mua đất của xã tính theo năm. Họ thuê đội gạch máy, đội đóng than, đội đánh gạch vào và ra lò. Còn những việc làm công nhật như mẹ con Phương thì tất tần tật cứ có việc gì là làm việc đấy. Từ kiệu gạch cho đến lên cáng than, phơi củi, đẽo gạch phòng và dọn xỉ. Nghĩa là cứ có việc thì làm, bữa trưa chủ lò nấu cơm cho ăn, hết ngày thì được tính tiền. Tuy vất vả nhưng lại có tiền tiêu nên ai cũng mải miết làm việc quên cả mệt nhọc. Trong số những lò gạch ấy cũng có người ở quanh xã, có người khác huyện và đặc biệt có một người ở rất xa cũng đến mua đất làm lò. Nghe nói anh ta có vợ và một cô con gái lên 10 tuổi, nhưng hai người đã ly hôn, con gái ở với bố. Một mình anh nuôi con gái từ khi nó 3 tuổi, đến giờ vẫn chưa chịu lấy ai. Hàng ngày anh thuê một người trông nom bao quát chung, mỗi sáng anh chở con đi học, sau đó đi ô tô về lò gạch. Chiều nhờ bạn nội đón cháu, rồi tối muộn anh mới từ lò trở về. Thường thường các chủ lò hay lấy công làm lãi. Vợ nào chồng nấy, họ làm cùng với thợ các công việc phụ nên đỡ rất nhiều tiền thuê công nhân. Nhưng với anh Thịnh, mỗi lò gạch sau khi hạch toán chi trả tất cả, anh chỉ thu tiền lãi bằng nửa các chủ lò khác. Một phần vì anh thuê hoàn toàn từ A tới Z, một phần anh rất dễ tính với các anh em thợ. Lần nào trả công thợ anh cũng cho họ thêm. Mỗi lò gạch bán xong xuôi, anh lại tổ chức liên hoan cho tất cả thợ thuyền trong lò. Những lần ấy, Phương đều báo cáo không đi ăn vì cô nói còn bận con cái. Và mỗi lần như vậy, Thịnh lại rút tiền đưa cho Phương rồi nói: cô cầm lấy đi, có những suất cô không ăn thì tôi trả tiền nhé. Thực ra thì đi làm suốt cả ngày rồi, có ngày nghỉ Phương muốn ở nhà bên cạnh con gái. Cô chở con đi chợ mua cho nó cái nơ buộc tóc và đôi dép mới. Con bé Sâu vui lắm, nó về nhà khoe rối rít với ông bà và dì Út. Phương nhìn con mà lòng đau quặn thắt. Nó thiếu thốn tình cảm gia đình từ khi mới sinh ra. Nó có bố mà như mồ côi ngay từ nhỏ. Các đội thợ bắt đầu gắn ghép Phương cho Thịnh. Nhưng lúc ấy Phương chỉ có lặng im, kệ cho mọi người muốn nói gì thì nói. Bởi vì ở giữa chốn ba quân này, người ta nói chuyện phiếm bậy bạ là thường. Họ còn nói đùa ác khẩu như sắp cãi nhau đến nơi, nhưng cuối cùng là những trận cười đau bụng chảy cả nước mắt nước mũi. Họ bảo chỉ có chuyện cười như vậy mới không động chạm đến ai, và chỉ có thế mới nhanh hết thời gian và quên đi cực nhọc mà thôi. Nhưng chuyện gắn ghép Thịnh và Phương là không phải chuyện đùa. Bữa cơm trưa hôm ấy, có một bác lớn tuổi đứng lên trịnh trọng tuyên bố: bây giờ tôi sẽ thay mặt cho anh em thợ có ý kiến như thế này nhé. Chú Thịnh, hoàn cảnh gà trống nuôi con, tiền nhiều không có người đếm. Cô Phương thì cũng mệt quá con côi, đêm hôm lạnh lẽo không có người sưởi ấm. Lúc ốm đau một mình cũng vất vả, vậy thì tốt nhất hai người nên góp gạo thổi cơm chung. Chưa dứt lời, cả đám thợ giơ tay nói ào ào, mỗi người một câu.
Đúng rồi, hai người cưới đi. Đoàn thợ chúng tôi đến ăn đám cưới mà không có tiền. Mỗi người sẽ mừng cho cô dâu chú rể một ngày công là được chứ gì. Tiếng cười nói reo hò ầm ầm làm cho mấy tay lái xe đến chở gạch lại tưởng đám thợ của lò gạch đang cãi nhau. Mấy cô, mấy chị kéo Thịnh đứng lên rồi nói: "Kìa, nói đi, nếu hôm nay không nói sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu." Thịnh đỏ mặt đưa tay gãi đầu, còn Phương thì cứ tỉnh bơ vẫn ngồi ăn cơm như không có chuyện gì. "Kệ, mọi người đùa cho vui ấy mà, cô cần phải ăn rồi đi nghỉ một lát lấy sức chiều còn làm tiếp." Bỗng dưng Thịnh lên tiếng, làm cả đám thợ ngồi im phăng phắc. "Phương ơi, anh thương em, là anh thật lòng muốn cưới em làm vợ, và anh hứa sẽ là người cha tốt của bé Sâu." Tiếng vỗ tay vang lên, tiếng hét của đám thanh niên trong đội máy gạch rầm rầm như chờ vỡ. Phương há hốc miệng không nói được câu nào. Bỗng Thịnh lại nói tiếp: "Em cảm ơn các anh chị và các em đã ủng hộ tác thành cho em và Phương, nhưng chuyện em thương mẹ con cô ấy là thật. Phương ơi, em đồng ý lấy anh nhé." Phương buông đũa xuống, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Cô không biết mình đang khóc vì cái gì. Đúng là chuyện thật mà như bịa, cô không dám tin đây là sự thật. Đúng lúc ấy, cô Siêm là người được Thịnh thuê nấu cơm cho lò lên tiếng: "Đồng ý đi Phương, rồi lo mà đi chợ nấu cơm cho anh em thợ. Cô cũng mệt rồi, xin nghỉ mấy lần mà chú Thịnh chưa tìm được người thay thế." Cả làng lại xôn xao về chuyện Phương sắp trở thành bà chủ lò giàu có. Ai cũng mừng cho cô gái bất hạnh đã lỡ dở một lần vì lấy phải người chồng có cũng như không. 5 năm lấy chồng mà số lần gần nhau chỉ tính trên đầu ngón tay, rồi nhà chồng khinh rẻ, hắt hủi, cuối cùng thì cô cũng bị đuổi khéo ra khỏi nhà. 5 năm cay đắng làm dâu, tài sản duy nhất còn lại là bé Sâu yêu quý của cô. Nghe nói nhà nước sắp sửa cấm không cho các lò gạch thủ công hoạt động nữa vì khói lò ảnh hưởng trực tiếp đến hoa màu và sức khỏe của người dân. Nếu ai có điều kiện khả năng làm được lò sản xuất gạch theo dây chuyền và xây dựng lò đốt bằng điện thì sẽ đăng ký với trên tỉnh. Và Thịnh là người đầu tiên đăng ký xây dựng lò sản xuất gạch hiện đại theo quy định của nhà nước. Anh nói sau đám cưới sẽ bắt đầu kế hoạch mới, và đoàn thợ cũ nếu ai có nhu cầu làm việc thì anh sẵn sàng nhận họ vào làm việc cho anh. Thế rồi đám cưới của Thịnh và Phương được tổ chức rất đơn giản tại nhà bố mẹ của Phương. Khách mời gồm ruột thịt nhà cô dâu chú rể và toàn bộ đội thợ làm gạch của Thịnh. Hết năm học anh sẽ đưa con gái tới ở cùng, và Phương sẽ tranh thủ kèm hai đứa con học hành. Bà Ngáp nhìn con gái một lần nữa làm cô dâu mà trong lòng vừa mừng vừa lo. Không biết rồi đây cuộc đời của nó có khác lần trước mà sống yên ổn hay không. Bởi vì Phương đã nói cho Thịnh biết rằng mình đã không còn khả năng sinh con, nhưng anh vẫn chấp nhận cưới cô cho bằng được. Những ngày tiếp theo sau đó, Phương không vất vả làm những việc ngoài lò nữa. Hàng ngày cô đi chợ, chở con đến lớp, rồi xuống lò nấu cơm cho anh em thợ. Đôi khi tiếc việc, cô lại đi dọn dẹp, nhưng mấy người làm lại nói: "Cô nghỉ đi, cô làm hết rồi, chúng tôi thất nghiệp mất, rồi ai trả lương cho chúng tôi đây?" Phương nở nụ cười hiền hậu. Suốt mấy năm trời sống trong tủi nhục cay đắng, bây giờ cô mới thấy cuộc sống này thật có giá trị. Đó là cô được người khác tôn trọng và yêu thương. Kinh tế phát triển, nhu cầu xây dựng của người dân ngày một tăng lên rất nhiều. Công việc làm ăn của vợ chồng Thịnh Phương khá thuận lợi. Lò gạch sản xuất không kịp phục vụ khách hàng. Có nhiều tiền rồi, Thịnh bắt đầu tính việc mua đám đất, rồi xây cất nhà gia đình nhỏ của mình. Nghe con gái và con rể nói chuyện, bà Ngát liền nói: "Bố mẹ cho hai đứa đám đất đó, các con đem mà xây. Nếu bây giờ mua đất thì sẽ tốn mất một khoản tiền, số tiền đó con để mà lo cho hai cháu sau này." Thịnh không ngần ngại mà đồng ý ngay. Vậy là anh chuyển gạch về và chuẩn bị thuê thợ để xây nhà mới. Dân làng lại bắt đầu bàn tán, mỗi người một câu. Người thì khen bây giờ cái Phương mới đứng đầu đứng sổ, lấy lần hai chắc chắn sẽ sướng hơn lần một, vì cái số nó phải thế. Nhưng có người lại nói, thằng Thịnh thế mà ngu, đem tiền của về xây nhà trên đất của bố mẹ vợ, sau này nếu không ở được với nhau thì tay trắng, lúc bấy giờ có mà dỡ nhà ra rồi lấy gạch chắc. Thịnh nghe nói chỉ cười, hạnh phúc là không tính toán, nếu có tính thật kỹ mà không hạnh phúc
thì trước sau rồi cũng mỗi người một nơi. Còn nếu sau này anh và Phương không ở được với nhau, thì ngôi nhà đó anh sẽ để lại cho mẹ con cô mà không hề tiếc nuối. Nửa năm sau, ngôi nhà khang trang hơn 100m² đã hoàn thành. Thịnh muốn đưa mẹ mình tới ở cùng, nhưng bà nói, tao còn khỏe nên còn muốn ở lại quê cha đất tổ. Sau này già yếu rồi, tụi bay muốn đưa tao đi đâu thì đi. Con gái của Thịnh năm nay lên lớp 6 và bé Sâu học lớp mẫu giáo lớn. Hai chị em chơi với nhau rất hợp. Vì lớn rồi nên Chip rất biết nhường em. Tan học, hai chị em được ông bà đón về nhà tắm rửa và chơi với nhau, cùng đợi bố mẹ về ăn cơm. Phương đang sống trong những ngày rất hạnh phúc. Tưởng chừng cuộc sống êm đẹp cứ thế trôi đi, nào ngờ những rắc rối lại bắt đầu len lỏi vào trong cuộc sống vợ chồng cô. Phương nhận được tin báo ông Lầm đã mất và được đưa vào ủy ban xã làm đám tang. Bởi vì ngôi nhà của ông đã bán cho người khác, họ hàng trong nhà không ai muốn đưa ông về để làm ma, cho nên bắt buộc phải nhờ tới chính quyền giúp đỡ. Bà Ngát nghe mà rụng rời chân tay, tại sao gia đình Thái lại xảy ra cơ sở này kia chứ? Trước đây, ông bà là người giàu có nhất nhì cái làng vòng. Cả làng nhìn vào ai cũng mơ ước được một phần của gia đình. Kinh tế vững trái từ trước, có thằng con học hành tử tế làm bác sĩ hẳn hoi. Khi con gái bà được bước vào đó, làm dâu ai cũng mừng thầm rằng cuộc sống sau này sẽ nở mày nở mặt vì gia đình nhà chồng có nề có nếp, có thằng chồng học cao hiểu rộng. Vậy mà con gái bà đã phải ra đi trong tủi nhục. Tưởng rằng Thái lấy vợ trên thành phố cuộc sống sung sướng nên mới bán nhà ở quê để lên thành phố ở. Tại sao bây giờ ba của anh chết mà cũng không có chỗ để làm ma? Phương muốn tới viếng đám ma bố chồng cũ nhưng cha cô không đồng ý. Lúc này bà Ngát mới lên tiếng. Chẳng gì trước đây chúng ta đã 5 năm làm thông gia với nhà bên ấy. Ông để hai mẹ con tôi đưa bé Sâu tới viếng ông nội nó. Có mất mát gì đâu, nghĩa tử là nghĩa tận mà ông. Phương nhìn Thái trong bộ đồ tang mà xót xa trong lòng. Người mà trước đây cô đã từng gọi là chồng, lúc này đây gầy gò khắc khổ, không giống anh ngày trước chút nào. Cô tưởng rằng anh vứt bỏ cô để đến với cuộc sống hạnh phúc hơn kia mà. Tại sao anh cứ để cho cô phải suy nghĩ nhiều đến như thế? Những ngày tháng qua, gia đình anh đã xảy ra những biến cố gì? Họ còn khổ hoài hơn cả cuộc đời của cô nữa hay sao? Thái tuy học rất giỏi, nhưng chỉ học giỏi thôi vẫn chưa đủ. Trong cuộc sống hàng ngày, anh vô tâm với mọi thứ. Ngoài giờ làm việc, anh về nhà có gì ăn nấy, không khi nào đòi hỏi, nhưng lại không hề biết quan tâm đến người khác. Cũng chính vì vậy mà cuộc hôn nhân của anh và Phương mới đổ vỡ đến đau lòng. Sau khi có con trai với Tuyển, anh nghe mẹ về ly hôn với Phương rồi chính thức đăng ký kết hôn với Tuyển. Nhưng anh đâu biết được, cuộc đời của anh từ lúc đó đã bị Tuyển rắc rối. Để rồi một hôm, sau khi hết giờ làm việc, anh về nhà, thấy một người thanh niên đang cãi cọ với vợ mình. Anh nghe tiếng Tuyển quát lớn. Tôi không có tiền, anh mau đi đi. Người đàn ông bám vào tay Tuyển hắn cười nhạt. Em muốn anh nói cho tất cả mọi người ở đây biết chuyện. Anh mới là bố của thằng nhỏ à? Lúc đó em còn sống yên ổn được với thằng chồng bác sĩ nữa hay không? Tuyền giận dữ nhìn chằm chằm vào mặt gã đàn ông. Nếu có thể chắc cô sẽ xông tới phả vào miệng hắn mấy cái rồi. Nhưng ngay lúc này cô cố bình tĩnh mà đáp. Hay cho phép anh theo dõi tôi, hãy biến ra khỏi đây ngay lúc này. Tôi không có tiền, để lúc khác tôi sẽ gửi vào tài khoản cho anh sau. Tên kia vẫn không buông ta, hắn rút điện thoại ra và nói. Đọc số mới để anh lưu vào, rồi anh sẽ gọi cho em lúc cần, bởi vì số cũ em đã chặn anh rồi. Gã đàn ông nhếch mép cười rồi quay đi. Vừa lúc ấy, Thái bước vào, hắn lùi thật nhanh ra ngoài rồi đi mất hút. Thái cất tiếng hỏi Tuyền, chuyện hắn ta vừa nói là sao? Mặt Tuyền cắt không còn một giọt máu, giọng cô ta run run. Anh đừng có nghe hắn nói láo. Thật sự vì em nợ gã ta ít tiền nên hắn dọa nói linh tinh vậy thôi, anh phải tin em. Hình như không kìm nén được nữa, Thái thẳng cánh tát vào mặt Tuyền một cái thật mạnh. Cô ta kêu ối một tiếng rồi lấy hai tay bưng mặt, một bên má đỏ lên vì bị đòn, khóe miệng đó rơm máu tươi. Tuyền đứng bật dậy gào lên. Tại sao anh dám, bằng chứng đâu? Tội tình gì mà anh dám đánh vợ, đồ vũ phu? Lúc này dường như cơn điên lên tới đỉnh điểm, anh xông vào túm tóc vợ kéo mạnh ra đằng sau, đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào mặt Tuyền rồi hỏi.
Nói mau, nếu không đừng trách tao là ác. Thằng Bi có phải con tao không? Ngày mai, tao, mày đưa nó đi xét nghiệm. Nghe tới câu này, Tuyền sợ rúng người lại. Lúc này bố mẹ anh mới từ trên gác chạy xuống. Thấy ồn ào, con trai có vẻ giận dữ. Con dâu thì trên mặt có dính đầy máu, tóc tai bù xù. Bà hỏi, có chuyện gì thế? Vợ chồng đóng cửa bảo nhau, tại sao lại đánh lộn? Chúng mày ăn no rồi dừng mỡ hả? Thái hậm hực ngồi xuống ghế, lát sau lấy chút bình tĩnh nói tiếp. Tôi để cho cô tự nói sự thật trước mặt bố mẹ tôi, sau đó xéo ra khỏi đây, bằng không tôi cho cô không đi bộ nổi nữa đâu. Tuyền quỳ xuống nền nhà khóc lóc van xin. Thằng Bi nó là cháu của mẹ, con nói thật đấy, chồng con đi nghe kẻ xấu nói linh tinh. Hình như không thể chịu đựng thêm được nữa, Thái rít lên. Nếu cảm thấy không nói được những lời cho dễ nghe thì câm đi. Chưa bao giờ ông bà thấy Thái lại nóng giận như lúc này, và cũng chưa bao giờ anh xuống tay đánh ai, nhất là phụ nữ. Chắc là có chuyện gì đó ghê gớm lắm mới làm anh giận dữ đến mức độ mất bình tĩnh như vậy. Bố mẹ anh ngây người vẫn chưa hiểu đầu đuôi. Họ chỉ biết rằng trong cái nhà này đang xảy ra một chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Cô con dâu mới xinh xắn hoạt bát đang giấu họ một điều gì đó. Lúc này Thái như người bị điên, đầu óc anh căng ra như dây đàn sắp đứt, tim đập loạn xạ không kiểm soát được nữa. Vậy ra, bấy lâu nay anh đổ vỏ cho thằng bồ của con vật lăng loàn kia ư? Thằng Bi nó không phải là con anh, vậy thì tại sao gia đình anh lại không biết? Bố mẹ anh sẽ ra sao nếu như biết sự thật này? Nhưng chuyện sẽ giấu được bao lâu? Vì sự thật mãi mãi vẫn là sự thật. Vừa lúc ấy, cô Bi khóc đòi mẹ. Tuyền vẫn ngồi trơ ra mà không biết đường ra ấm con. Bà lầm ấm cháu đi lại ru mãi mà nó không nín. Bất ngờ Thái trợn mắt lên quát, bế con rồi cút ra khỏi nhà tôi ngay. Lúc bấy giờ hai ông bà Lầm mới bàng hoàng nhìn Thái rồi quay ra nhìn Tuyền. Bà Lầm run run cất tiếng hỏi, con nói vậy là sao? Thằng Bi nó là cháu ngược của mẹ kia mà. Nó không phải là con của con, là cô ta lừa gia đình mình bấy lâu nay mà không ai biết. Bà đưa mắt nhìn anh rồi quay ra nhìn Tuyền như muốn lòi con ngươi ra. Bà hét lên, cái gì? Tuyền, con nói cho chúng ta nghe xem nào, chuyện này là sao? Nếu quả thật đúng là như vậy thì bà sẽ không bao giờ để mày yên đâu. Nghe bà quá to, ông ngồi như thất thần. Chuyện quái gì đang xảy ra nhà ông thế này? Con yêu tinh đổ lốt người kia nó dám lừa gạt cả gia đình này ư? Vậy là ông bà vẫn không hề có thằng cháu đích tôn nào. Không thể được, đây không phải là sự thật. Đúng lúc ấy Tuyền đứng phát dậy, mặt cô đanh lại rồi nghiến răng ken két và nói, tôi đã xin anh rồi, nhưng anh cố tình dồn ép tôi tới đường cùng. Vậy thì tôi cho các người biết, người ra khỏi nhà này là các người chứ không phải là tôi. Nói rồi cô ta phá lên cười như điên như dại, đầu tóc xù ra, mặt trắng bạch như cái xác không hồn. Đúng rồi, căn nhà này tuy bà đã trả 700 triệu, nhưng sổ bìa đỏ bà chưa được cầm trên tay. 700 triệu ngày ấy nó lớn lắm. Bỗng bà quẳng thằng bé vào lòng con Tuyền rồi quát lên, cô nói láo, tiền tôi đã trả gần hết, có giấy tờ ký kết hẳn hoi, cô nói ai ra khỏi nhà? Tuyền nuốt nước mắt nói ngắt quãng, bà trả tiền gần hết, nhưng bà có bằng chứng gì chứng tỏ nhà này là của bà? Giấy tờ ư? Bà tìm cái người đã ký với bà mà nói chuyện, còn tôi không biết gì hết. Trong ngày mai các người phải rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ báo công an. Bà Lầm sấn đến bên Tuyền, túm tóc cô vật ngược ra đằng sau, rồi hai tay vả tới tóc vào mặt vào miệng của cô. Tuyền cũng không phải vừa sức thanh niên, cô bật lại bà dễ như chơi. Thế là hai người đàn bà đánh nhau chí chóe trước mặt hai người đàn ông. Thái thấy vậy ôm lấy mẹ mình ra, rồi quay lại tát cho Tuyền mấy cái như trời giáng. Tuyền vơ mấy chiếc chén trên bàn định ném thì bị ông Lầm giữ tay lại. Cô hét lên, các người muốn tôi gọi công an về tội hành hung không? Nghe nói tới công an, Thái liền ra hiệu cho bố mẹ mình dừng lại và bảo họ lên gác. Đầu óc anh lúc này không nghĩ được gì hơn, anh thở hổn hển rồi ra ngoài dắt xe, cứ thế đi trên đường. Anh đi mãi, rồi tự dưng dừng trước một quán nhậu. Anh đi vào và gọi thức ăn, một chai rượu. Anh cứ thế ngồi uống mà không ăn một miếng gì. Anh uống vào đến đâu, đầu óc anh lại tỉnh như sáo lên đó. Người ta bảo càng uống càng say, nhưng tại sao anh lại tỉnh đến như thế này?
anh muốn say để quên hết mọi sự việc trên đời và có thể ngủ luôn đi được càng tốt. Đêm ấy, vì say không biết gì nên anh ngủ luôn ngoài quán rượu. Điện thoại anh có người gọi đến liên tục nhưng anh không hề hay biết vì uống quá nhiều. Mãi tới khi có người lay gọi rồi nói nhà anh đang gặp chuyện, anh mới bật ngồi dậy ngơ ngác hỏi: "Nhà tôi có chuyện gì kia chứ?" "Anh về đi, công an gọi vào máy của anh nãy giờ, vợ anh đang bị họ giữ vì tội giết người." Nghe tới câu này thì bỗng dưng thấy tỉnh táo hẳn, anh bàng hoàng rụng rời tay chân. Lại có chuyện gì nữa đây? Ngay đêm hôm ấy, Tuyền gọi điện cho gã nhân tình hẹn đến nhà nghỉ, rồi cô sẽ cho hắn ta tiền. Sau khi ân ái và chúc cho thằng bồ no say, vừa tình vừa rượu, Tuyền dùng con dao gọt trái cây đã chuẩn bị sẵn rồi đâm liên tiếp vào ngực của gã, làm nạn nhân chết ngay tại chỗ, sau đó bỏ trốn. Ngay đêm hôm đó, Tuyền đã bị công an tóm gọn. Cô ta không thể chối cãi vì hành vi giết người có chủ ý của mình. Thái run rẩy trở về nhà và Lầm sau khi biết được toàn bộ sự thật thì không chịu đựng được nên đã bị đột quỵ ngay sau đó. Còn ông lên cơn đau tim đột ngột bởi vì chuyện lớn xảy ra không ai có thể ngờ tới. Mặc dù không còn sức nhưng Thái vẫn phải cố đưa ba mẹ vào bệnh viện. Đồng nghiệp của anh không quản ngại mà thay nhau chăm sóc cấp cứu cho cả hai ông bà. Lúc này Thái như cái xác không hồn. Cô Bi được một đồng nghiệp của Thái đón về nhà trông hộ cho vài bữa. Bà Lầm đã qua cơn nguy kịch nhưng để lại di chứng nói ngọng và phải ngồi xe lăn, còn ông vẫn thở bằng máy và có tiên lượng xấu. Bạn bè của Thái thương hoàn cảnh của anh, lúc này tìm thuê cho gian nhà trọ và đến chuyển đồ đạc giúp anh. Cuối cùng mọi người mới vỡ lẽ, căn nhà ba tầng đó là của dì họ của Tuyền, cả gia đình đang sống bên nước ngoài. Tuyền đã thuê người giả làm chủ nhà để làm hợp đồng mua bán với bà Lầm. Số tiền ấy cô chia cho người đó một phần, còn lại cô cuốn hết rồi ăn chơi và để mịt miệng gã nhân tình. Cuối cùng cô phải trả giá cho hành động điên rồ của mình trong trại giam. Sau sự việc bê bối đó, cơ quan bắt buộc phải cho Thái nghỉ việc. Anh đưa ba mẹ về nhà trọ và xin vào làm trong một phòng khám tư ở gần đó. Tuy cô Bi không phải con của anh nhưng không còn cách nào khác, anh phải đưa cả về nhà trọ. Một mình anh đi làm, nuôi một người nằm bất động trên giường, một bà mẹ ngồi xe lăn, lại một thằng cu mới hơn một tuổi. Ít ngày sau, ba anh không chống chọi nổi với căn bệnh nên đã chút hơi thở cuối cùng. Anh gọi điện về quê nhưng họ hàng giận. Anh gọi điện về quê nhưng họ hàng giận không ai muốn nhận đưa xác ông Việt nằm ma. Họ nói rằng mang ra ngoài ủy ban xã rồi họ hàng sẽ tập trung ngoài đó. Sau đám tang của ông Lầm, Thái mới biết được rằng Phương đã lấy chồng và hiện nay cô đang có cuộc sống rất hạnh phúc bên người chồng giàu có và thương yêu cô hết mực. Trước khi trở về phòng trọ trên thành phố, Thái có đến nhà Phương để nói lời cảm ơn gia đình đã từ miếng cha anh. Sau khi nghe chuyện của Thái, mọi người đều im lặng, tất cả đang trong không khí nặng nề. Bỗng Phương cất tiếng: "Anh có thể đưa cô Vi về đây, vợ chồng em sẽ nhận nuôi cháu." Thái thảng thốt giật mình ngẩng lên nhìn Phương, người con gái mà bao ngày tháng anh không coi cô là vợ, bây giờ lại mở lòng từ bi nhận nuôi một đứa trẻ không phải do mình sinh ra. Không kịp để ai nói gì, Phương lên tiếng và nói tiếp: "Anh yên tâm đi, chồng em là người rất tình cảm và có trách nhiệm. Anh ấy có tiền nhưng chưa bao giờ khinh người nghèo, và em biết anh ấy sẽ đồng ý với ý kiến của em." Bà ngát nhăn mặt nhìn con gái lắc đầu, mà sợ rằng Thịnh sẽ không đồng ý rồi sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của con gái. Nhưng bất ngờ Thịnh lên tiếng: "Vợ tôi nói đúng đấy, nếu anh đồng ý hãy đưa bé Bi về đây, chúng tôi đưa cháu ra ngoài công an làm thủ tục nhận con nuôi." "Anh hãy tin vào chồng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện sống tốt nhất cho cháu nhỏ. Chúng tôi sẽ đảm bảo tương lai sau này cho cháu và coi cháu như con đẻ của mình." Vậy là gia đình nhỏ của họ lại thêm một thành viên mới. Một đứa con anh, một đứa con tôi và một đứa con chẳng phải là con của ai cả. Nhưng trong sổ hộ khẩu của gia đình, họ lại là người trong một nhà. Chị cả Chip rất người lớn, biết thương yêu và nhịn nhường các em. Bé Sâu thông minh nhưng rất tình cảm. Nó thích chơi với Chip và đặc biệt rất yêu em Bi. Cô Bi từ ngày được chăm sóc có điều kiện hơn nên rất ngoan và nhanh lớn trông thấy. Từ ngày có thêm con,
Phương bận rộn hơn nên ít xuống lò gạch. Cô tất bật đưa các con đi học rồi lại về nhà chăm nom cho cô Bi, dọn dẹp nhà cửa cũng hết cả ngày. Thịnh bận rộn với công việc quán xuyến lò gạch nhưng vẫn không quên dành thời gian cho gia đình nhỏ. Anh nói rằng lừa ngày các con nghỉ cuối tuần sẽ đưa cả nhà đi thăm bản lầm. Lũ trẻ mừng lắm, cứ thấy nói được đi chơi là thích rồi. Nhất là bé Sâu, nghe nói được gặp bà nội thì nó mừng lắm. Tuy rằng trước đây bà không hề dành tình yêu thương cho nó, nhưng hình như có máu, có sót thì phải. Nó vẫn mong từng ngày để được gặp bà nội của mình. Nó xin ba mua cho mình một gói bánh thật to để đem biếu bà nội. Thịnh cười xoa đầu con gái. Anh mừng vì con trẻ sống có tình cảm từ bé, lương thiện, giống y như mẹ của nó. Ở phòng khám tư không có ngày nghỉ chủ nhật nên Thái vẫn đi làm. Cả nhà Phương xuống xe bước vào phòng trọ chật hẹp. Nhìn thấy bà ngồi trên chiếc xe lăn, con Sâu nhào đến ôm lấy bà rồi nói: "Bà ơi, bà đừng ốm nhé, con thương bà lắm." Từng giọt nước nơi khóe mắt của bà lầm từ từ lăn ra ngoài. Miệng bà mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thể. Bà bị chứng đột quỵ không đi lại được và phát âm rất khó khăn. Thịnh đặt gói hoa quả lên bàn thờ của ông Lầm rồi cẩn thận đốt nhang. Phương ngồi xuống bên cạnh nắm chặt tay bà Lầm. "Mẹ ăn uống thuốc men cho nhanh khỏe, thỉnh thoảng con sẽ đưa cháu đến thăm bà nội." Nét mặt bà bỗng giãn ra, cái miệng méo mó như muốn cười. Bỗng dưng Phương thấy thương bà đến thế. Cả đời đi tìm thằng cháu đích tôn, cuối cùng nó lại bắt cả gia đình bà về đổ vỏ. Cả đời cay nghiệt với con dâu, để bây giờ có hối hận cũng đã muộn. Phương đã không thể đến bên bà chăm sóc mỗi ngày. Cô có cuộc sống riêng của mình, tự do yên nắm với gia đình nhỏ của cô. Bà Lầm nhìn ba đứa nhỏ, đôi mắt rạng người. Bà dừng lại rất lâu nơi cô Bi. Nó lớn nhanh quá, lại đẹp trai nữa. Dù sao thì bà cũng bê ấm nó từ lúc lọt lòng. Bà cũng thấy nhớ nó vô cùng. Bà mừng vì nó đã tìm được một gia đình thật tốt như vợ chồng Phương Thịnh. Trước khi về, Phương đặt vào tay bà một gói tiền nhỏ rồi nói: "Chúng con cho cháu về đây, mẹ cố giữ gìn sức khỏe nhé." Cả nhà nó bước ra ngoài rồi mà bà cứ nhìn theo mãi. Thịnh bế cô Bi tới mở cửa bước vào trong. Anh còn ngoái lại nhìn gian nhà trọ thêm một lần nữa rồi mới nổ máy từ từ tiến xe ra ngoài. Họ không biết rằng ở gần đó có một đôi mắt sâu thăm thẳm đằng sau cặp kính cận đang dõi theo họ từ từ đi ra phía ngoài. Một tiếng thở dài không kìm nén được đã cất lên: "Tất cả đã muộn quá rồi, anh chúc em thật hạnh phúc và cố gắng nuôi con cho thật tốt em nhé." Đó là Thái, không ai khác. Anh định bụng rằng lần tới đây khi vào thăm Tuyền, anh sẽ nói cho cô biết cô Bi đang sống rất tốt bên mẹ Phương, bố Thịnh của nó. Cô cứ yên tâm ở trong này mà tĩnh dưỡng đến hết đời. Thời gian trong đó nhiều lắm, chắc là cô đã suy nghĩ đủ về những hành động rồ dại ngu muội của mình. Và Thái cũng vậy. Anh ngạc nhiên một nỗi, mình học văn hóa rất giỏi, nhưng tại sao ở một nơi nào đó trong bộ não của anh nó lại ngu đến mức như thế? Ngu đến nỗi không nhận ra đâu là hạnh phúc thực sự và đâu là trách nhiệm của một người đàn ông đối với người thân của mình. Không cả nhận ra là phải sống như thế nào cho đúng đạo làm người. Bây giờ có nhận ra thì đã quá muộn mất rồi. Tác giả Nguyễn Thơ. Chương trình đến đây là kết thúc. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio đêm an lành và giấc ngủ ngon. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.